Curtis Jones đã kết thúc mùa giải trước một cách khá xuất sắc, nhưng ở mùa này câu chuyện sẽ rất khác bởi lẽ tài năng phát triển từ lò đào tạo của Liverpool cần phải làm mọi thứ để cạnh tranh vị trí trong hàng tiền vệ mới được bổ sung những cái tên đầy chất lượng như Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai, Wataru Endo và Ryan Gravenberch. Dẫu vậy, anh chàng Curtis Jones có vẻ vẫn khá tự tin khi trả lời phỏng vấn với The Athletic vào tháng 4. Anh cho biết, việc chi tiêu rầm rộ của câu lạc bộ không làm tôi bối rối. Tôi là một người tự tin và tôi luôn tin bản thân mình có thể thành công ở một nơi như Liverpool. Và quả thật John đã làm được những điều như lời mình nói. Anh chấp nhận cạnh tranh với những cái tên chất lượng kể trên và đang đóng một vai trò không thể thiếu trong công cuộc xây dựng Liverpool 2.0 của Jurgen Klopp. Được nghỉ ngơi ở trận đấu với LASK ở hồi giữa tuần tại Europa League, cầu thủ 22 tuổi đã được sử dụng cùng McAllister và Szoboszlai ở trận đấu với West Ham vào cuối tuần vừa rồi. Một trận đấu mà Liverpool đã giành chiến thắng dễ dàng như những gì họ đã thường xuyên làm ở mùa giải này. Curtis Jones đã có một trận đấu rất ấn tượng ở vị trí tiền vệ lệch trái. Sau 77 phút năng nổ trên sân, Jones rời sân và nhận sự tán dương nhiệt tình từ các cổ động viên nhà. Thường xuyên tìm ra khoảng trống để nhận bóng từ các trung vệ, mạnh mẽ khi đối ngăn cản đối thủ và rất cảnh giác ở những tình huống bất chợt xảy ra. Jones đã có những phút thi đấu rất tốt ở trận với West Ham khi anh có 49/51, 96% đường truyền thành công. Có chút gì đó lo lắng với Curtis Jones khi anh này nằm ôm mắt cá chân trong hiệp 1, nhưng bằng sự quyết tâm của bản thân anh đã trở lại ngay sau đó chỉ vài giây để tiếp tục lao vào tranh chấp với Jarrod Bowen. Nhìn hình ảnh chiến đấu đầy khao khát đó của Jones, khán đài tại Anfield như được tiếp thêm năng lượng để cổ vũ nhiệt tình hơn cho các cầu thủ. Curtis Jones cũng suýt nữa có được bàn thắng cho riêng mình ở trận đấu vừa qua với West Ham, nhưng tiếc là pha thoát xuống để nhận đường truyền từ Szoboszlai ở cuối hiệp 1 của anh đã rơi vào tư thế việt vị. Ngoài ra cơ hội rõ rệt đó ra thì John cũng khiến thủ thành Alvaro Areola phải thi đấu đầy vất vả ở một tình huống dứt điểm khác trong hiệp 2. Trong 17 trận bất bại gần nhất của Liverpool thì Curtis John đá chính 14 trận trong số đó. Con số đó còn có thể cao hơn nữa nếu như anh không gặp phải chấn thương mắt cá chân ở đầu mùa giải. Sự hồi sinh đầy mạnh mẽ của John bắt đầu từ trận đấu tại Stamford Bridge vào hồi tháng 4 khi Jurgen Klopp trao cho anh cơ hội đá chính đầu tiên sau 6 tháng chờ đợi. Và để đáp lại niềm tin đó từ huấn luyện viên trưởng, Curtis Jones đã có những bước phát triển đầy mạnh mẽ cho tới tận thời gian sau này. Curtis Jones mới đây đã trở thành cầu thủ thứ hai sau Trent Alexander-Arnold vượt qua hệ thống đào tạo của Liverpool để vươn lên đội 1. Cả hai đều là những thành viên có trên 100 lần ra sân cho Liverpool kể từ cựu đội trưởng huyền thoại tại Anfield là Steven Gerrard. Stephen Warnock, 67 trận, Martin Kelly, 62 trận, Jay Spearing, 55 trận và John Flanagan, 51 trận. Nằm trong số những tài năng được đôn lên đội 1 nhưng họ lại không thể chạm tới cột mốc đó như Jones và Ano. Việc Curtis Jones có thể chạm tới cột mốc đó trong thời đại Liverpool có được nhiều danh hiệu khiến việc đó càng được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên hành trình vươn tới đá ở đội hình 1 của Liverpool không phải là không có khó khăn với Curtis Jones. Anh cũng gặp khó khăn khi ra mắt ở tuổi 17 trong trận đấu với Wolves ở FA Cup và phải mất tương đối thời gian mới có thể tìm được bàn thắng ấn tượng cho riêng mình trong cuộc đấu với Everton ở cùng mùa giải năm đó. Một chấn thương mắt cá chân kỳ lạ đã xảy ra trong quá trình tập luyện đã làm quá trình thăng tiến trong sự nghiệp của Curtis Jones bị chậm lại đôi phần ở mùa giải năm 2021 đến năm 2022. Tiếp đến là những rắc rối ở xương ống chân vào năm ngoái cũng khiến Jones phải rời xa sân cỏ trong một thời gian khá dài. Nhưng may mắn thay, mọi chuyện giờ đây đều đã qua đi. Curtis Jones giờ đã khỏe mạnh trở lại và anh chàng này sẵn sàng thi đấu bằng những gì mình làm tốt nhất. Klopp và các trợ lý của mình đã làm việc với Jones để giúp anh có thể chuyền bóng nhanh hơn đồng thời đưa ra khả năng quyết định dứt khoát và chính xác hơn. Curtis Jones là một trong số những thành viên của đội U21 Anh đã vô địch châu Âu vào hồi tháng 7. Anh là người nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận trong cả hai trận bán kết và chung kết của giải. Thời điểm này có thể nói, thần đồng Curtis Jones đang bắt đầu những bước đi đầu tiên để phát huy hết khả năng của bản thân mình. Việc phát huy nhanh chóng tiềm năng của bản thân giúp ích rất nhiều cho Curtis Jones khi được thi đấu với những tiền vệ đẳng cấp như McAllister và Szoboszlai. Liverpool hiện giờ có một hàng tiền vệ thi đấu thực sự rất năng nổ trong mọi trận đấu. Đó là một hình ảnh hoàn toàn khác so với những gì họ có và thể hiện ở mùa giải trước. Szoboszlai có số lần chạm bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở cuộc đối đầu với West Ham, 104 lần. Cầu thủ người Hungary có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 93%, 81/87, trong đó bao gồm 4 đường chuyền quyết định cho đồng đội. Ở thông số giành lại quyền kiểm soát bóng Szoboszlai, 9, cũng chỉ thua kém đúng hậu vệ Andy Robertson, 10. Tầm ảnh hưởng đến lối chơi của McAllister thì không cần bình phẩm quá nhiều sau khi cầu thủ người Argentina đã hồi phục đủ thể lực kể từ khi trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Trong suốt trận đấu, McAllister đã thực hiện thành công 86 đường truyền trên tổng số 90 lần thực hiện. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng có thông số giành lại quyền kiểm soát bóng khá ấn tượng với 8 lần thành công. Và điểm nhấn rõ nét nhất của nhà vô địch World Cup chắc ai cũng phải nhớ đến đó chính là đường kiến tạo có độ chính xác hoàn hảo cho Nunes để giúp tiền đạo người Uruguay ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Nói sau trận đấu,
Klopp giờ đây có vẻ đã phần nào yên tâm về hệ thống mà mình đang tạo dựng lại cho Liverpool. Darwin đã có những bước tiến lớn trong vài tuần qua. Cậu ấy là một mối đe dọa thực sự cho đối phương. Mọi người chắc cũng xem bàn thắng đó rồi nhỉ, nó trông khá ấn tượng phải không? Việc tích cực lui về phòng ngự giờ có lẽ là điểm khác biệt chính trong lối chơi của Nunes. Cậu ấy luôn muốn có bóng để tận dụng khả năng của mình. Bây giờ điều đó có vẻ còn dễ dàng hơn nhiều khi cả đội đã tìm ra những phương thức khác để làm điều đó xoay quanh Nunes. Và sự năng nổ của Curtis và Zom giúp ích rất nhiều cho công cuộc này. Liverpool của Klopp giờ đây đang trên đường tạo dựng lại một đội hình mới với những nhân tố mà chiến lược gia người Đức đã chiêu mộ về sân Anfield. Họ đang trên đà phát triển và Curtis Jones cũng là một phần trong sự đi lên đó của Liverpool.